Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay là thứ hai đầu tuần, em Lợi lại tiếp tục review đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Mazda BT, sản xuất năm 2021, số tự động một cầu, máy dầu màu trắng, xe bao zin, bao đẹp và xe đăng ký tên cá nhân biển Hà Nội. Chiếc xe này là phiên bản đủ ATH, được trang bị ghế điện xin nhan trên gương, trang bị 6 bóng khí và toàn bộ xe thì chạy đúng 6 vạn, lốp theo xe vẫn còn. Và toàn bộ khẳng định cam kết với quý anh chị là xe đẹp, không có đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. Anh chị em có thể mang ra hãng hoặc là một đơn vị thứ ba đến check test kiểm tra. Nếu phát hiện ra sai so với quảng cáo thì bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhé. Chiếc xe này thì được trang bị thêm thanh thể thao này. Và giá thì bên em đang chào bán giá là 530 triệu với chiếc BT nhập nguyên chiếc đời 2021 số tự động nhé, bản đủ. Đấy. Toàn bộ các cái phần khung gầm, bốn cánh cửa, cốp trước, cốp sau của chiếc xe khá là đẹp, cánh cửa là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ và cam kết không có phạt nguội kể từ ngày giao xe cho quý chị nhé. Đây, toàn bộ đèn pha đến cản sau của chiếc xe nó rất là đẹp nhá. Màu sơn thì đều màu. Bản đủ được trang bị cam lùi phía sau này. Và khung gầm của chiếc xe đây. Khung gầm chỉ chạy trong phố phường nên là chất khung gầm, chất máy rất là sáng và đẹp nhá. Không bị bắn nheo, không bị bắn cao su non này. Đấy, quý anh chị nhìn thấy khung gầm nó xanh lét chưa? Lốp sơ khuôn rất là dày nhá. Và toàn bộ các cái phần sàn thùng không chở hàng nặng, nguyên zin hết. Đấy. Cản sau của chiếc xe này, đến đèn hậu này, lốp của chiếc xe rất là dày nhá. Đây, cái lốp phía sau này thì quý anh chị yên tâm nhé. Chassis, khung gầm này đều rất là đẹp. Và đát lốp thì em Lợi kiểm tra hết rồi, tuần thứ 33 năm 2020 này. Và toàn bộ xe được trang bị la răng hoa cúc nhá, R17 nhá. Đấy, tất cả dàn lốp dép của chiếc xe thì cực kỳ dày và đẹp. Tay nắm, cánh cửa, khe hở cánh cửa trước sau đều nhau. Và toàn bộ sơn đồng sơn nó không bị lệch màu, đường gân chỉ căng đẹp luôn quý anh chị ạ. Đấy, form dáng gân chỉ của chiếc xe nó cực kỳ căng và đẹp nhá. Lốp lắp rất dày. Đây. Lốp rất dày phía trước này và toàn bộ chassis, khung gầm phần đầu này đều rất là đẹp và các cái giảm sóc này đến chassis bên trong và các cái cu lốp này đều không chạy công trường. Chất xe rất là đẹp và mới nhá. Đấy. Đồng sơn đến cánh cửa kính lái này đều zin và cabo này. Các cái phần ba đời sóc phía trước của chiếc xe này đến cabo của chiếc xe đều rất là đẹp nhé. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào có nhu cầu bán xe lên đời xe alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền tổ quốc và kênh của em Lợi thì tập trung vào các dòng xe để cho anh chị em phục vụ làm ăn, công việc như dòng bán tải, vừa đi du lịch, vừa làm ăn, vừa công việc. Đấy. Sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Từ táp ly, cột kèo, cánh cửa của chiếc xe này đều là nguyên zin. Và tất cả các cái phần nội thất bên trong thì được trang bị nội thất ghế da màu đen, nguyên bản từ đầu theo xe nhé. Đấy, sàn da cũng được bác chủ lắp thêm này. Tất cả ghế thì rất là mới và đẹp nhé. Các gân ghế, trần phào này. Đấy, trần ý nguyên bản từ đầu, cực kỳ đẹp. Vô lăng, củ số của chiếc xe còn khá là mới đây. Quý chị nhìn thấy này, xe được bác chủ lắp thêm màn hình Android nhé. Cam 360, cam hành trình đều đầy đủ hết nhé. Đấy. Đây, các cái phần chỉ cánh cửa này. Và mép chỉ cánh cửa nguyên zin nhé. Kính của đều của hãng và đều theo năm sản xuất của chiếc xe. Nhựa nỉ tay lai nắm cánh cửa rất mới. Và các cái phần bậc cột này, nguyên zin. Đấy. Ghế lái, ghế bên phụ đều rất là đẹp, không có chảy rách gì. Táp ly bàn thờ này. Táp ly bàn thờ rất là đẹp nhé. Xe được trang bị điều hòa auto hai bên độc lập và cái củ số rất là mới này. Cột kèo, trần phào, bao zin toàn bộ cho quý anh chị nhé. Xe bản đủ được trang bị hai bóng khí cột này và toàn bộ xe thì khá là đẹp nữa. Bên em Lợi cam kết chỉ làm xe đẹp thôi, không làm xe tai nạn.
gập nước, máy số là nguyên zin. Anh chị em có thể mang ra hãng hoặc một đơn vị thứ ba đến check test kiểm tra. Đấy. Đây, toàn bộ các cái phần sàn thùng này, đến ốc phía sau này và các cái phần cốp này đều nguyên bản hết nhá. Đây, anh chị em có thể nhìn cái chỉ cốp này, chỉ cốp là zin. Đấy. Và đèn hậu của chiếc xe là nguyên bản này. Tất cả các cái phần cánh cửa bên lái của chiếc xe, từ cột kèo, táp ly, sùng chỉ đều zin và nguyên bản hết. Đấy. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe thì alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua tất cả các dòng xe bán tải trên mọi miền Tổ quốc. Đây, các cái phần cột này, bậc này và bàn đạp phanh ga này, thêm ghế lái chỉnh điện nhé. Ghế chỉnh điện đây là bản đủ nhé quý anh chị nhé. Hoạt động khá là tốt và toàn bộ các ốc cột này, tem mắc cột là zin. Đây, vô lăng củ số của chiếc xe đây. OD của chiếc xe là 6 vạn nhé. Toàn bộ các mép này đều rất là đẹp. Và đây, toàn bộ các cái phần hộp số này, màn hình này, trần phào hai bên đều như nhau và rất là đẹp nhé. Đây, em sẽ quay vào cái khoang động cơ cho quý anh chị xem nhé. Tất cả các cái khoang động cơ này, từ cái ốc cabo này đến tai đầu rằng này, chân đèn này, máy số này, tem mác của các cái phần két nước này còn nguyên zin nên là tuyệt nhiên là không có đâm xô phần đầu. Đây, sơn vạch còn nguyên này, rất là đẹp. Và các cái phần hộp nhựa nó còn sáng nhá. Đấy, ốc tai hai đầu hai bên nguyên zin. Và các cái con ốc ở trong cổ bô khoang máy này nguyên bản hết nhá, chưa tháo lắp từng con một đâu. Tất cả đều rất sáng và mới. Máy cam kết với quý anh chị là máy nguyên bản này. Đấy. Toàn bộ các phần tem mác đầy đủ hết zin 100%. Nhựa và các cái ống hút nhựa này nó không bị tháo lắp. Đấy. Rất chi là mới nhé. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2. Vâng, sau đây em Lợi sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Toàn bộ xe bán cam kết bảo hành cho quý anh chị. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ nhá. Xe máy nổ rất chi là êm và toàn bộ là máy dầu. Còn động cơ máy chạy rồi em Lợi vừa review giới thiệu đến toàn thể quý chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Mazda BT sản xuất năm 2021, số tự động một cầu, màu trắng, biển Hà Nội, xe chạy 6.6 vạn và lốp còn theo xe. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Giá bên em đang công khai chào bán là 530 triệu. Và cũng đầu tuần thứ hai thì em Lợi cũng chúc toàn thể anh chị em một tuần mới hăng say làm việc và chúc anh em sức khỏe và chúc mọi anh em đang lái xe trên mọi nẻo đường đều bình an và vạn dặm bình an nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn